vitamin, chất xơ và khoáng chất có nhiều trong nho khô và làm cho nó biến thành một siêu thực phẩm hoàn hảo mà các thầy thuốc và chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người nên dùng. Nho khô sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nếu chúng ta ngâm chúng trong nước qua đêm. Nước hòa tan tất cả các khoáng chất và chất dinh dưỡng của nho khô, tăng cường các đặc tính sức khỏe của loại trái cây này. Dưới đây là những lợi ích cho cơ thể nếu người chơi uống nước nho khô ngay sau khi thức dậy mỗi ngày. Loại bỏ độc tố cho gan và ruột. Trên thực tế, nho khô có tính chất khử độc là vì trong nho có một lượng lớn chất chống oxy hóa và chất xơ. Chất chống oxy hóa giúp gan của chúng ta hoạt động và thực hiện đầy đủ chức năng giải độc của nó, trong khi chất xơ giúp tăng số lần đi tiêu, giúp làm sạch ruột. Khi bụng đói, nước nho khô sẽ có chức năng hiệu quả hơn. Tăng năng lượng. Các nhà khoa học và chuyên gia thể thao cho biết rằng nho chứa một lượng lớn chất xơ, di chất dinh dưỡng và không có thêm đường hoặc hương vị nhân tạo. Điều này làm cho chúng biến thành một bữa ăn nhẹ lành mạnh hoàn hảo. Nước nho khô uống vào buổi sáng sẽ giúp người chơi nạp năng lượng cho ngày mới, hoặc người chơi cũng có thể uống loại nước này trước khi tập luyện để đảm bảo người chơi có đủ năng lượng. Ổn định huyết áp, giảm cholesterol. Các nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng nho khô rất giàu chất xơ, kali, phytonutrien và chất chống oxy hóa so với các món ăn nhẹ thông kém khác. Những người kém xuyên ăn nho khô có huyết áp tâm thu và tâm trương thấp hơn so với những người ít ăn loại trái cây này. Hơn nữa, ăn nho khô làm giảm mức cholesterol và từ đó làm giảm nguy cơ sản xuất bệnh tim mạch. Các nghiên cứu và kinh nghiệm của mọi người về việc kém xuyên uống nước nho khô chứng minh nước nho khô là một siêu thực phẩm với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mặc dù nước nho khô có thể được coi như một thực phẩm chức năng tốt cho cơ chế ăn uống lành mạnh của người chơi, nhưng nó không thể thay thế cho các liều thuốc. Nếu người chơi có các vấn đề về gan, tim, huyết áp hoặc bất kỳ cơ quan nào khác của cơ thể, hãy đến gặp thầy thuốc để khám và đưa ra cho người chơi các nguyên tắc điều trị cùng cơ chế ăn uống cần thiết.